Dung chớp. Trước khi vào video thì mình xin được giới thiệu kênh Bình Mèo TV nha anh em. Kênh này mình sẽ làm về review ẩm thực với vlog đề hừng các kiểu nha. Anh em qua đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thường thường mình sẽ đăng review bên kênh này nha anh em. Mình sẽ ghim kênh này với phần bình luận nha anh em. Xin chào tất cả anh em đến kênh Ngự Bình Vlog. Thì hôm nay mình sẽ quay cho anh em xem một chiếc cáp của em nhỏ này, mới có 12 tuổi nha anh em. 12 tuổi mà đổi xe hơi bị tế luôn nha. Đây. Đâu, chủ xe đâu rồi? Em là chủ xe đâu rồi? Đây, chủ xe nha anh em. Chủ xe này mới học lớp 6 thôi anh em. Đó. Thì em chủ xe này đi chung với em Tâm. Cái em này là em hổng mà mình quay quay mà chiếc xe màu đỏ đỏ anh em, màu đỏ đỏ bởi vì em học sinh vượt khó đổ xe anh em. Đó em này nha. Bà hổng mình quay nè. Nhờ xe em nó bán nó mất tiêu rồi. Hôm nay có em này qua với em em. Đây mình có chiếc cáp của em đó cho anh em mình xem nè. Em này độ hơi dữ luôn á. Chạy pin luôn nha anh em. Cáp mà chạy pin luôn nha. Pin combo lớn nha. Đây. Được nói gấp dài các kiểu luôn. Xe này độ hết chắc cũng bộn tiện ha. Em độ hết gửi nhiêu ta? 14.950.000. Tính nha. Là em đi bệnh chưa tính pin á. Em bị bệnh chưa tính pin hả? Mấy món đồ đồ này cho em đổi lên tin chắc chưa biết giá nè. Cái cục pin này không là hình như pin 52Ah đúng không? Pin này là 16 triệu anh em. Pin 6C, xả 6C, mạch 300A, 52Ah. Bộ là 16 triệu nha anh em. Đó. Khá là gọn quá. Chưa tính combo anh em. Combo này chắc tầm 10 triệu nữa nha. Hơn có thể hơn 10 triệu tại cục tới 150Ah lận. Combo dưới này không là hai mấy triệu á, 26 triệu. Xếp xe các kiểu nữa, chắc cũng 30 mấy à. Ghê em nha. Em học sinh này vừa khó độ xe hơi bị tế nha. Cái gì? Nhìn lại dính bãi nè. Cái gì? Cho hơi mặt bằng, nội tưởng đâu cấm cái bậy chứ bữa. Này cấm đổ gác mà. Cấm đổ gác này, cấm đổ gác anh em ơi. Cấm đổ gác là tôi cho đổ gác đằng kia mà. Này kia chỗ xăng đổ gác. Lên đổ đệ lộn. Đúng đây lộ che. Để như vậy ghi bây giờ đầu cho anh em xem nha. Xe này thì độ Koso anh em, Koso. Tay hắn bên đây thì tay hắn zin. Tay có một tay dầu zin và một tay dầu độ nha. Chiếc này mình không hiểu sao mà em này nài nổi luôn anh em. Em này nè. Đó, bên lớn mà nài nổi xe lớn rồi nè. Ghê thiệt. Em mới xong gút chuối hôm qua. Thấy không? Qua cái gồng tên quá cái nó quay đậu vô gút chuối luôn. Ghê ông nội. Xe này. Đấy, đẩy kìa. Xe này tốc độ thì mình nghĩ chắc trên 120 đó anh em. Trên 120 á, không ít đâu. Tại bỏng cái xe này có test thử lần anh em, dặn dặn giới đầu ghê đó. Về mới chạy nổi cũng hay ạ. Gì á? Ốc hương rụng. Cáp này của em là cáp A mấy ta? Cáp A2. A2, cáp A2. Tốc mà. Tốc mà. Đây, để trước thì bán cái này dàn trước thì em mà đi zin anh em, zin xe nha. Chiếc này chế độ nội công thôi. Nội công cái độ một cái tay hắn ở đây nè. Dưới gấp dài gia công. Gấp này của em bao nhiêu cm ta? Sao không có đồ nữa. Mình nghĩ chắc năm mấy anh em ơi. Nó không được chắc 60 á, chắc có thể là 60 á. 65 hay nằm khoảng này, tập 60. 65 cm là dài tới đây luôn. Ừ, dài lắm, dài tới đây nè. Gấp kia dài tầm tới đây. Phục thì được đi đồ chơi ISS nè. Này, ISS. Pin thì được đi dây AW6 nha. Đây, dây khá to á. Em có nhảy chế quạt gió gì không? Dạ, không. Không chế quạt gió hả? Cái cục này nó có nóng không ta? Cũng nóng rồi. Anh nghĩ chắc nó cũng nóng vừa chứ không nóng quá đâu ha. Trời, má nóng rồi. Đừng cứ để không là không nóng mà đậu. Đây, nóng. Cái lỗ này là bự nhất. Lỗ gì bự nhất đâu? Cái lỗ này làm gì đó hả? Bút đầu ba nhà ta. Gì vậy? Bút đầu ba nhà ta. Gì bút đầu ba nhà ta có lỗ này nổi. Này hả? Con dính này. Sao ghê hả? Ủa sao mà định lúc có lỗ này? Bể ốp luôn. Ủa cái ốp này bể hả? Thì ghê tại. Cái gì nó học cái hết ta? Cái sắt. À đù gì hả? Cái giò hơi bị tế em, qua cái giò cho anh em coi. Không có. Oh my god. Anh em thấy cái giò hơi bị tế chứ vậy.
Dữ thiệt. Chừng mấy chục ngàn miếng khô bò. Gì mấy chục ngàn miếng khô bò ông nội. Nghe bữa hả? Em Tâm nói chừng mấy chục ngàn miếng khô bò nghe nghe thấy tới cướp thiệt. Cướp trước thì bị sức luôn nha anh em. Mấy khô bò bình thường với nó cái tay nè. Tức đó là thận rắn á. Rắn hả? Chạy tới xe em mày chạy nguy hiểm á, để hồi mình mượn mình test thử cho anh em xem nha. Chứ mình em mày test thấy ghê quá. Bằng đạp đồ háo hết luôn nè anh em. Em tiếc là nằm slide. Bằng đạp đồ háo hết các kiểu luôn nha. Cái này ở nhà em có ai đo hậu thử chưa? Chưa. Bữa hôm em chạy thường thường khi xưa mà độ 1.2 à. Là mức bình thường hả? Hôm nay em nãy bên hồ sơ. À. Chạy em mức bất thường như bạc xe bọt có độ 1.2 em ta, 1.2 hả? Được nè. Mà nãy hết da là nó bánh trước nó hơi lắc. Bánh trước có lắc đúng không? Nó dở đầu luôn chứ lắc gì nữa. Đúng rồi, cái này là hết da bánh trước nó lắc đúng rồi anh em. Tại xe mình á. Mình chạy lúc mà lên thì nha, bánh trước nó hơi lắc nhẹ à nha. Nên nó hơi lắc nhưng mà đảo. Nó đảo vậy là phải không? Rồi. Vậy đảo vậy nữa không? Tại do cái đầu vận động nhẹ quá. Nó còn lên hậu nữa mà phải. Còn lên nữa. Gạt cuối mà. Để quay bánh hay không cho anh em xem thử nha. Quay bánh hay không em bật chế độ bình thường siêu bóp quay bánh không đụng ta. Chắc được. Sực bo không? Sợ sực bo. Em vô. Nó để trong đây nè. Dĩnh tâm, dĩnh nhấp. Nó nặng kìa. Từ từ coi. Đây em cứ đụng ra thử nha. Đi mà được. Đó. Mày đĩa. Tắt đây. Để mở cốp ra quay trong cốp em xem mày nổi công trong cốp nha. Đó. Đây. Có một cái CB này nè anh em. CB các kiểu nè. 150S nè, bộ tổ 150S. Đây, 150S. Đó. Coi em mình nhảy chạy với cái không nóng nổi nè anh em. Nóng mà nãy giờ vô có phải đầy ba cái kéo á. Gì đỏ gì để mày câu quá trời luôn à. Nhìn cũng khá gọn thôi anh em. ESO cái này em này sẽ ESO màu đen nha. Nước còn thấm luôn rồi. Thì nước thì ghê hả? Em mới rửa xe. Rửa xe hả? Rửa xe được rửa xịt ESO vô nước á. Vô nước cái nấu đùng. Vô nước nó mát á. Mình chạy á, tụi chạy tao đùng vào tay cổ lắc không ta? Có mày háo mày nghe cũng được rồi. Được em đầm. Chữ nghiêng nha, cổ chữ nghiêng. Xe chấm hay đứng quá anh em ơi. Để mình mượn em này mình chạy test đề ba thử cho anh em xương thử cho anh em xem nha. Không, bô cua với lông quế gãy chống. Ghê ông nội. Gãy luôn ghê à. Đây nè. Bô cua gãy chống luôn hả? Ừ, từ đây chạy ra đây à. Hay hơi bị tế vậy ông nội. Bô cua lọt lề đúng không anh? Xem hắn ăn không? Ăn. Để em mượn em này để đề ba thử cho anh em xem nha. Dạ. Em cầm quay cho anh Tâm đi. Cảm Tâm. Để mình cảm nhận ở mạnh như thế nào nha anh em. Tâm quay hả? Chị phải lúc đây hả? Dạ. Bự chứ hả? Phải không hay này? Phải. Trời ơi trời chị phá. Á đù vậy lên vậy. Đây cái đại xì bót là thường đâu? Đó cái đây thường á. Này là thường, này xì bót. Cái đó là mạnh á. Này thường. Này yếu không? Hai bên là mạnh luôn. Hai bên mạnh luôn hả? Giữ không nè. Hay hay xô cũng được. Để tâm quay mình sẽ thử nhẹ nhẹ thử cho anh em xem nha. Cái này mình cũng không dám chạy hết công lực lên, công lực chắc khá ghê quá. Anh chạy xe dài với tôi. Hết da luôn. Anh già hết da luôn hả? Ừ. Hèn gì mạnh ghê. Gác nhiều hướng. Bóc đầu luôn kìa. Né ra, né ra. Bay bổng. Trên anh đeo bật công tắc mạnh mà. Đúng rồi, để bật nó yếu để mình bật công tắc chính giữa mình thường đề thử anh em xem nha. Ấy da văng đá đầu anh chạy ghê ha. Ừ.
mạnh đẹp em ơi. Nhà chị mình cũng chào mình dặn khúc là xấy bánh nè. Miếng đại chỗ em xem nè. Em tâm quay quay kỹ cái bánh nè. Mình đây mà biết giữa thường anh em. Dặn là xấy bánh nè. Ủa. Cái gì vậy? Tắt rồi tắt. Lên nè. Em này hơi nhỏ nên mình không dám đưa em này nãy tới thử nha anh em. Đi nên mình chạy đi ba thử cho em xem nha. Mà thấy cảm nhận thì nó cái lúc mà dặn lên thì nó rút khá là ghê em luôn anh em. Chịu phá lên cho anh dặn. Té không nổi. Đó. Khá là mạnh luôn á. Cái này do đi pin xả pin đó anh em. Pin này xả tầm được 312A hay 314A anh em. 6C 52A. Pin nóng không? Không. Sao nóng được. Điện nhận phá nha, té tới cứt luôn á. Rồi mà. Ủa, khá chắc luôn anh em. Điện đỡ không té nó mát luôn đó. Ghê ghê hả? Té thì cho vô chuối nè. Em chạy sao té vô chuối vậy? Giờ bút đầu luôn ngực. Ghê té vừa có sao không? Té nào. Đủ ghê hả? Bút đầu lộn ngược luôn, hứa chịu nổi. Dầu hơi bị tới thiệt. Dầu gần hết nè. Em này mới 12 tuổi mà chạy xe hơi bị tới nha anh em. Em này lên cầm cả 16, 7 tuổi là chơi với xe tới cứt luôn á. Này chắc té chứ vậy té thì anh em té sức luôn à ngã hả té ai sao xe em té mà không dám chạy chân hả nè hình như ra mày mà. Bữa ấy hả chắc té thì... lòi dây điện luôn hả tính ra cái xe này em lấy về em té bao nhiêu lần rồi em té 2 lần hai lần ha bắt đầu bay vô anh em bước đầu té 2 lần luôn bắt đầu té 2 lần hả cái này á phải này này làm sao mà cho nó xấy nó đừng có bóp đầu em bóp đầu nguy hiểm lắm nha bóp đầu dễ té lắm nha tại cái đầu trứng nhẹ lắm cái lúc mà nó bóp đầu cái là cái lúc mà đẩy lên nó là bóp lên luôn nha nó dở luôn nha bật ngỡ nha em biết sao không bóp đầu á nha hả phục khỏi để tạ ngàn ký đây khỏi chạy để tạ ngàn ký gãy sườn không rồi có phải là hàng dấp cho dài thêm chừng chục mét nha anh em dài dấp tới đây nè anh em để dấp dặn ngược luôn dặn cái lộn ngược lộn tiết gấp chiếc xe này chi phí đổi cái này mình thấy chắc cũng hơi khá bộn anh em cục ESU này tầm cỡ 4 triệu ha bánh nữa bánh luôn nhỏ không combo thì tôi tầm cái 10 triệu á tầm 10 triệu yếu 10 triệu một chút pin 16 là 26 với cáp sắt cáp này cho cỡ 5 triệu 1,5 triệu đi cỡ ủng phá cỡ 30 ba mấy triệu nè 3 mấy triệu chắc chơi. Rồi mình xin được kết thúc clip nha anh em. Nắng quá. Giỏ sao rồi đi giỏ 120 ta, 110, 101, 120 ta, 120 hay gì á. À. Không, cái này hình như là 110 nha, 110 mà giỏ gút gai. Giỏ mòn cứng. Giỏ này bự lắm á. Giỏ này đang cũng cứng cứng nha, mềm mềm. Để khai sấy luôn á. Dữ. Dạ, yeah, bay bổng kìa. Bay bổng kìa không kìa. Đâu, đâu, chút chớp. Chút chớp. Kìa. Chút chớp. Mình xin được kết thúc clip ở đây anh em ơi. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem hết clip của mình nha. Anh em hãy nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt cả anh em. Hẹn gặp anh em những clip sau nha. Học em học sinh lớp 6 chơi xe hơi bị tới luôn nha. Bắt đầu bay nhà nữa. Quả bắt đầu vô nhà. Ê, em hỏi sao em dám để cho chở chị Hậu luôn hả? Có ở đâu bình thường mà. Bình thường luôn hả? Ừ. Giữ thiệt anh em ơi, chắc chơi nha. Ê, cái này bị gì đó mày? Hơi bị tới thiệt.